Phim Mộng Tháp Tuyết Mê Thành do TV2.ARC thực hiện thuyết mình. Thuốc lá diêm quẹt dầu gió đây. Này, dừng chút đã. Một gói phải bảo lộ đây ạ. Thưa ngài, đi thôi, ghé xem đi nào. Thuốc lá diêm quẹt dầu gió đây, ghé xem đi nào. Con bé ở đâu ra thế này? Phía trước xảy ra chuyện gì vậy? Tranh câu đối hai bộ một đồng đây. Khách quan ghé xem thử đi. Xin mời xem thử. Không mua. Tranh câu đối hai bộ một đồng đây. Ông chủ Hoàng, ngày xưa Thái Tổ gia ta từng làm ngự tiền thị vệ, do có công hộ giá, Khang Hy gia đã đặc biệt thưởng cho chiếc nhẫn ngón cái bằng ngọc phỉ thúy này. Chả, được Khang Hy ban cho cơ à? Đúng vậy. Ông chủ Hoàng đây thật may mắn. Không giấu gì ông, cha của tại hạ hiện bệnh nặng cần dùng thuốc, ta mới bất đắc dĩ mang bảo bối ra truyền ra bán đấy. Quả nhiên là ngươi ở đây, Nhậm Tiểu Sùng. Đây là... À, cảnh sát võ. Ông chủ đây, ngồi đối diện ông đây, là tội phạm lừa đảo mà cục cảnh sát ta đang truy nã. May mà có người gọi điện thoại báo, ta đến đúng lúc. Ông mới tránh được một lần tổn thất. Bảo bối mà hắn ta bán đều là hàng nhái hắn ta mua theo từ đám bại hoại phương Bắc. Báo. Hoàn ta chịu chó đi, Nhậm Tiểu Sùng. Hôm nay mà để ngươi chạy thoát nữa thì ta sẽ là cháu của ngươi. Võ cảnh quan à, ta cũng chỉ muốn kiếm miếng cơm thôi mà. Vậy mà hôm nay lại bị chém bắt rồi. Ta bỏ đi, ta chịu bắt vậy. Nhậm Tiểu Sùng. Cháu ơi, ông đi đây. Khốn kiếp. Không được chạy. Nhậm Tiểu Sùng, người đứng lại cho ta. Ông nói ơi, ta nói đúng rồi chứ. Tiểu tử này chắc chắn sẽ chạy thoát. Ngươi nợ ta khuôn dứa nhé. Này, nhìn đường trước. Nhường đường nào. Nhường đường giúp tao. Chưa có kết quả, nói thế vẫn còn sớm. Chờ mà xem. Nếu là người ngoan cố, ta sẽ khuyên nhủ võ gia xử đây. Khó khăn lắm mới chặn được người. Hai người đó không ngờ họ lại có xe mơ rẽ má chứ. Khó khăn lắm mới chặn được người. Chẳng phải là người cũng cảm thấy thú vị sao? Còn gọi điện thoại báo xem trận này kéo dài thế nào trước đi. Nhậm Tiểu Sùng, người đứng lại cho ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đứng lại cho ta. Đều tại ngươi. Cái này đúng là ổ chó dại rồi. Liên quan gì đến ta? Thì chạy không thoát đâu. Chưa chắc đâu. Nhật Tử Sung, đứng lại cho ta. Cái gì vậy? Đừng còn chạy à? Nghiệt xúc xúc và đuổi theo à? Khốn kiếp! Không sao rồi, còn mẫu cảnh thôi. Chuyện này càng tệ hơn. Họa là chỗ dựa của phúc. Phúc là nơi ẩn náu của mối họa đang rình rập. Đúng, học giỏi lắm. Không uổng công ta nhọc lòng dạy người. Này, anh bạn trẻ, cậu bị rơi đồ rồi. Rơi thứ gì? Hồn cậu rơi rồi. Ông có ý gì? Thứ cho ta nói thẳng, các hạ hồn phách lên mây, ba hồn tách khỏi bảy phách,
Rốt cuộc là có ý gì thì phải hỏi bản thân cậu thôi. Đại sư. Gọi đại tiên. Đại tiên. Ngày nào tôi cũng mơ cùng một giấc mơ giống nhau. Đã mấy tháng nay rồi. Ồ, mơ thấy điều gì vậy? Nói ta nghe xem. Tôi mơ thấy một con cá. Cá, nước đều là điềm lành. Chú Công nói mơ thấy cá thì trăm sự thành. Cá là phú quý, nước là tài lộc. Là con cá ăn thịt tôi. Đại tiên, người trẻ tuổi, giấc mơ của cậu nguy hiểm lắm. Ngày thì suy nghĩ, đêm về nằm mơ. Nhưng trường hợp của cậu không thể gọi là mơ nữa rồi, mà gọi là yểm. Yểm? Yểm không đơn giản chỉ là do tâm ma trong lòng, mà còn do yếu tố tà ác bên ngoài. Giấc mộng cũng không hóa giải được, mà còn cần nhờ vào một bảo vật. Bảo vật? Người trẻ tuổi, may mà cậu gặp được bản tiên, cũng coi như số mệnh có phúc duyên. Hôm nay bản tiên sẽ tặng cậu một phen tạo hóa. Kim theo hoa? Không phải là kim, là câu. Là móc câu thẳng mà năm xưa Cương Thái Công câu cá. Có câu khóa nào chiền ấy. Đưa tiền, cầm một, nghiệt xúc. Bảo vật có linh tính, nhưng cách đuổi yểm thì mỗi người một khác. Trước khi làm phép, bản tiên sẽ xem tay cậu trước, rồi quyết định. Đại tiên, chẳng phải ngài bị mù sao? Ta bây giờ mù thật rồi. Huynh đệ, đường chỉ tay của cậu đâu? Anh cảnh sát, mời vào. Cứ ngồi tự nhiên. Hai vị ăn gì? Cho một bát mì loại ngon nhất, cho nhiều hạt tiêu và dưa chua. Được thôi. Cho anh cảnh sát thêm một đĩa cá rán, phần thịt mềm nhất. Cá rán ở đây cũng ngon tuyệt luôn. Trước khi anh ta nói, vị tiểu ca này nói không sai. Anh cảnh sát lấy thêm một suất cho vị tiểu ca này nữa chứ. Mặc kệ hắn. Ăn xong bát mì này tôi sẽ quản hắn về đồn. Được, xin chờ một lát, mì đến ngay đây. Võ gia, ta cũng đâu phải phạm tội lớn. Cần gì phải thế? Anh ngồi ăn mì thế này cũng khó chịu mà. Lừa đảo bao nhiêu lần như thế mà là chuyện nhỏ à? Còn lắm lời, ta treo lên cột nhà luôn. Anh cảnh sát, đây là mì và cá rán của anh. Thơm quá. Tôi chỉ ngửi thôi. Võ gia, mì ngon chứ? Cá cũng được phải không? Võ gia, ăn ngon thế, mua cho ta một bát đi. Bị hành hạ lâu như thế ta cũng đói rồi. Dù sao cũng sắp sửa vào nhà giam rồi, cho tôi một bữa ăn ngon lành đi. Võ gia, anh trước nay đều là một cảnh sát gương mẫu, làm việc nghiêm túc. Tuy rằng chúng ta không phải đồng đạo, nhưng tôi vẫn khâm phục anh lắm. Chẳng phải chỉ là cho tôi ăn một bát mì thôi sao? Yêu cầu nhỏ như thế. Nào là luật pháp cũng có tình, nào là một lòng vì dân, toàn là bốc phét. Còn nữa, chuyện anh ngược đãi phạm nhân mà bị đồn thổi ra ngoài thì cũng không hay. Đừng có giở trò này với tôi. Võ gia, anh xem anh nói kìa. Hay là thế này, tôi đánh cược với anh.
Nếu tôi thắng thì gọi cho tôi một bát mì. Nhìn thấy người đàn ông ngồi gần cửa không? Sao nào, tôi gọi anh ta 3 phút sẽ bắt đầu hát. Và còn hát bài Bất Liễu Tình. Cô nương, hình như chúng ta từng gặp ở đâu rồi? Lúc trước cô làm việc ở phòng hát Đại Thế Giới phải không? Mặt quen quá. Không hề. Cô xinh đẹp như thế. Tôi ca sĩ nổi tiếng của phòng hát Đại Thế Giới lắm. Tôi còn tưởng cô là cô gái trên Boston nữa cơ. Cô nương, gặp mặt tức là có duyên. Quán cô làm ăn nhỏ cũng không dễ dàng gì. Tuy rằng tôi bị bắt nhưng vẫn có lòng hướng thiện, muốn thay đổi thói xấu cũ, giúp đỡ mọi người. Cô thấy cái tên ngồi ăn mì ở gần cửa chưa? Cô xem hắn ăn mấy bát mì rồi. 2 bát. Không giấu gì cô, trước kia tôi có quen hắn. Hắn cũng là người trong nghề, nổi danh da mặt dày. Tôi nói cho cô biết, hắn trước này ăn chưa bao giờ trả tiền. Lát nữa chắc sẽ còn gọi thêm. Cứ để hắn ăn tiếp như thế, tiền công tháng này của cô sẽ đi tong đấy. Có viện cảnh sát này ở đây. Hắn dám. Cảnh sát chẳng phải đang trông chừng tôi sao? Còn nữa, hắn ta ngồi gần cửa là có ý cả đấy. Chúng tôi gọi hắn là tên mặt dày cũng vì hắn chạy nhanh. Ông chủ, trước đây mới bát mì lại ngon nhất. 2 trứng. Cô gái đó nói với hắn, chúng ta hết mì rồi. Anh à, chúng tôi hết loại mì ngon nhất rồi. Thế thì cho một bát mì sườn đi. Mì sườn, mì sườn cũng bán hết rồi. Thế thì một bát mì lòng, ít hành. Mì lòng cũng hết rồi. Thế thì quán cô còn gì ăn được nữa? Khách quan, xin lỗi. Khách cứa quá nhiều. Mì bán hết cả rồi. Mới buổi sáng mà cô đã bảo tôi là bán hết rồi. Đây mà cũng gọi là nhiều khách. Cô không muốn làm ăn nữa đúng không? Có sợ tôi ăn không trả tiền chứ gì? Nghe đầu, nói chuyện kiểu gì vậy? Đi đi. Khách quan, dạo này làm ăn đúng là khó khăn. Quán chúng tôi chuẩn bị đồ ăn không đủ. Mong anh hiểu cho. Ông ít giờ cho này với tôi đi. Coi thường người khác phải không? Không cần trả lại. Võ gia, vẫn đang chờ anh ta hát à? Hay để tôi hát cho mà nghe. Võ gia, có phải đang tìm cái này không? Nhậm tiểu sục. Nhậm tiểu sục, đừng chạy. Cảnh sát võ, đừng nói tôi không cảnh cáo anh trước. Anh có dám qua đây thì tôi sẽ không. Không khách sáo với anh đâu. Nhậm tiểu sùng, cậu chết. Hey!
Này, không có mắt à? Tránh ra, tiểu gia ta đang vội đi đầu thai. Triều Tiên hôm nay lừa được mấy người rồi? Ba người. Võ Tôn Tử lại để tôi chạy thoát rồi. Này, ta là... Thần Linh ơi, con mẹ lúc nãy là cái thứ gì vậy? Đám nhóc ở đâu ra? Ra đánh anh hả? Sao ngươi chọn người kìa? Ăn nói ngông cuồng, chó cắn lữ động tật. Chọn đã chọn rồi, còn là nhằng cái gì? Chẳng phải cũng nhanh nhẹn lắm sao? Một tên mở khóa trộm mà thôi. Nếu nhanh nhẹn thật, thì một nắm tuyết còn con sao có thể đập thẳng vào mặt được? Thế thì ngươi ném một nắm nữa đi. Bị trúng ba lần. Nhóc con! Hai tên nhóc này, và con mèo vừa rồi là cái gì vậy? Chẳng lẽ bọn chúng là mèo yêu? Quả nhiên là thứ phàm tục. Người già mắt mù rồi hả? Cầm miệng, ngươi mới là cái tên giả ngu ngốc. Tiểu tử này dù có kém cũng hơn một con chó chứ. Đúng. Này, bà ấy là chó đấy. Bà sao thì đừng có chạy lên đấy. Bà thường người khác hả? Trốn lên cho ta. Còn mẹ yêu giả. Này, các ngươi. Nói người đấy, con mẹ yêu già. Chẳng lẽ người không phải? Không có nhiều thời gian, mau làm việc thôi. Còn ít thời gian, chẳng phải vì người tham ăn mì canh cá ở nhà kia, người ăn những hài bát, miệng còn dính cả mỡ. Bát ta nhỏ, bát người to. Người muốn đi đâu? Ngồi xuống. Người làm sao? Cái này là vị sầu riêng đấy. Lúc nãy ra tay mạnh quá, không biết nó khiến hắn bị nghẹn chết đấy chứ. Độc quyền bởi TV2.org. Anh rớt tàn, tiểu nhân khỏi chết. Nghẹn chết rồi, chẳng phải là mất thời gian đi tìm người khác. Hai tên nhóc các người, tiểu gia ta sẽ... Sao trời tối rồi? Lạ thật. Người đâu? Sao lúc nãy mình lại ngủ trên đường chứ? Là đang nằm mơ à? Huh?
Thần linh ơi, gặp ma rồi. Tập 2. Thần linh ơi, gặp ma rồi. Võ gia, cảnh sát võ tôn tử, ngươi không thấy ta, ngươi không thấy ta. Hai người rất cổ là ai? Đó là thứ gì? Các người muốn làm gì? Phiền quá đi. Sao mọi người mới vào mộng giới đều hỏi ba câu này? Mộng giới? Cũng có kẻ quay lưng bỏ chạy. Bỏ chạy? Đúng thế. Suốt đường gặp ma, sao còn không chạy? Mình còn chờ gì nữa? Đúng thế. Những người bỏ chạy đều chết rồi. Này, ám khí gì thế? Đây chính là sách hướng dẫn về thế giới này. Có vấn đề gì thì tự xem đi. Vị gì thế? Vừa hôi vừa mốc. Cuốn này còn được coi là mới đấy. Là lão đầu này làm từ những năm Thiên Bảo thời Đường. Cuốn trước đó là sách trúc từ thời Đông Hán cơ. Ta bây giờ làm gì có tâm tình đọc cái này? Thực ra là đọc không hiểu đúng không? Trăng tròn như nước, than năm tháng như con thoi, bốn mùa trôi đi lại tới. Mỗi lần nhìn thấy trăng lại lảm nhảm. Có thôi đi không? Ta vốn hướng lòng về trăng sáng, sao trăng nỡ soi xuống mương sâu? Nói nhảm ít thôi, mau đưa hắn qua đó đi. Muộn lắm rồi, tháp chủ vẫn đang giục đấy. Tháp chủ? Này, chờ ta với. Hai người đưa ta đi đâu vậy? Này nhóc con, nghe nói ta không phải đang nằm mơ. Thì mộng giới là cái gì? Này, hỏi hai người đấy. Này, ngươi đã từng thông minh trong nước chưa? Ngươi đang nói chuyện với ta à? Đương nhiên là thấy rồi. Ngày nào rửa mặt cũng bị vẻ đẹp trai dọa giật mình. Bóng thì thế nào? Này, đừng chỉ nói một nửa chứ. Ngươi bây giờ đang ở một thế giới đảo ngược. Một thế giới đảo ngược song song.
Nhưng nơi này chỉ có ban đêm. Ý ngươi là các nơi tên mộng giới này không có ban ngày, chỉ có ban đêm? Thế phòng hát đại thế giới có mở không? Tầm nhìn hạn hẹp. Nếu ngươi không sống hơn hắn mấy trăm năm thì có lẽ cũng thế thôi. Này nhóc con, sao nơi này không có bóng người nào thế? Những thứ kia là gì? Có người quen thuộc với nơi này nhỉ? Có thể cho ta biết phải làm sao mới có thể rời khỏi nơi quái quỷ này không? Còn muốn về, dám lấy chúng ta ra để đỡ đòn của võ giả ở mộng giới, ngoan ngoãn đi theo chúng ta là được. Này, ít nhất cũng phải cho ta biết có người muốn đưa ta đi đâu chứ. Biến mất rồi. Bây giờ là thứ gì? Đáng sợ thật. Động tĩnh như vậy là vì hôm nay không phải ngày trăng tròn, nên hắn cũng bị kinh động. Chuyện gần đây xảy ra ở ác mộng tự chắc không đơn giản. Không tiện ở lại mình đọc quyền bởi tv2.org. Bây giờ không có thời gian giải thích. Bao lên xe. Đây mà là xe à? Đây sẵn sàng là một con. Lắm lời. Nắm chắc vào đấy. Chưa chẳng hỏi gì mà đã lái xe. Con tôi đang điều khiển xe rất nguy hiểm. Này, rốt cuộc chúng ta sẽ đi đâu? Mộng tháp. Mộng tháp là nơi quái quỷ nào? Với các phố này tiểu gia đều biết. Đâu không nghe nói có ngọn tháp đâu. Người đâu? Đi đâu rồi? Lại đây đi. Không để ý, suýt nữa bỏ rơi ngươi rồi. Này, vừa rồi ngươi chui ra từ đâu thế? Chơi trò gì vậy? Ta vào trong tháp rồi. Vào tháp? Tháp ở đâu? Đừng đi nữa. Ở ngay trước mặt ngươi thôi. Đừng nghịch nữa, đứng yên. Hít thở giống như ta. Nhìn gì, làm theo đi chứ. Đó là tháp, là mộng tháp. Chúng thường ngày đều tàng hình. Chỉ khi tần suất hô hấp của người sống với nó thì mới xuất hiện. Hiểu chưa? Thế thì ngươi dừng lại làm gì? Thần linh ơi!
Nhậm Tiểu Sùng, chúng ta đến chào tháp chủ trước. Ngươi ở đây chờ, nhớ lấy, nhìn thấy gì cũng mặc kệ, cũng đừng chạy loạn. Này, đợi đã, sao cũng đi. Thần Linh ơi, lại đi đâu rồi? Nhóc con, này, lão mèo yêu, đùa gì thế? Nói đi là đi, chơi ta hả? Ba. Đi theo ta. Vất vả rồi, chỉ là một con mộng linh biến dị thôi, có cần phải đánh đến tơi bời vậy không? Trả lại mộng tinh cho ta. Trả lại cho cô. Cái này à? Ta chỉ là tốt bụng giúp cô thôi. Sao nào, còn không muốn? Đây là nhiệm vụ của ta. Của cô, của ta gì chứ? Chúng ta chẳng phải là đồng đội ư? Ra ngoài săn giết mộng tinh, thu thập mộng tinh, vốn là nhiệm vụ mà tháp chủ giao cho cả hai chúng ta. Cho dù cô không thể chạm vào ta, nhưng cũng không thể cứ một mình cướp công được. Có đến hay không tùy cô, một mình ta làm cũng được. Thôi vậy, nếu không coi trọng ta thì ta cũng không cần nữa. Ngại quá, chia tay rồi. Sao không đón được? Ồ, bị thương rồi. Chuyện này ta sẽ nói với tháp chủ. Không sao đâu, bọn chúng để đi rồi. Mèo yêu giả. Mèo yêu giả. À, anh là nói hai vị độ mộng sứ đại nhân hả? À, độ mộng sứ. Đúng thế, có lẽ chính là hai đứa nhóc đó. Chờ đã, cô là ai? Ta là Nhan Nhất, là hóa mộng võ sĩ của tháp này. Hóa mộng võ sĩ? Phá võ gì cũng không quan trọng. Cô nương vừa nhìn đã biết là người tốt. Xin cô mau mau đưa tôi ra khỏi cái nơi quỷ quái này đi. Nhưng cô chủ nói phải đưa anh đi gặp bà ấy. Cô chủ? Bao nhiêu tuổi rồi? Có xinh đẹp không? Chúng ta vừa đi vừa nói. Lần này đừng chạy loạn. Đừng để lát nữa phải gặp lại đám tiểu gia hỏa kia. Tiểu gia hỏa? Ý cô là đám quái vật biết phóng điện à? Vừa giờ phóng điện, ta đến bây giờ vẫn còn tê hết cả chân đây. Tháp chủ gọi chúng là đàn đàn thú, là mộng linh thủ hộ tháp cấp thấp nhất. Vừa ngày chúng hiền hòa lắm, chắc chắn là anh chọc vào chúng trước. Mộng linh? Nơi này hình như đâu đâu cũng là thứ kỳ quái đấy. Đúng thế.
Đúng rồi, vừa rồi cô gọi mèo yêu xa là Độ Mộng Sứ, ý là sao? Độ Mộng Sứ đại nhân không nói cho anh nghe à? Cũng đúng, họ vốn không thích để ý đến người khác. Chỉ có Độ Mộng Sứ có thể đưa người bình thường tới mộng giới. Tôi cũng không rõ lai lịch của họ. Tuy trông họ giống hai đứa trẻ, nhưng nghe nói đã mấy nghìn tuổi rồi. Năm xưa ta vào mộng giới cũng vì hai người họ. Ồ, cô nương, còn biết chơi cái này, giỏi quá. Đây là đèn dẫn đường, chỉ khi thắp sáng mới có thể đi qua huyễn giai tới phòng nghị sự. Huyễn giai là gì? Lát nữa anh sẽ biết thôi. Đi mau thôi, đèn dẫn đường mà tắt thì sẽ không có cách đi qua huyễn giai đâu. Đừng sợ, đây chính là huyễn giai. Anh đi theo ta là được. Được. Thần Linh ơi, theo sát ta đấy, đừng để lạc mất. Tháp này còn có nơi rộng như thế, từ ngoài nhìn vào không hề nhận ra. Ồ, nơi này thần kỳ quá. Đúng rồi cô nương, quên mất không giới thiệu. Ta tên là Nhậm, Nhậm Tiểu Sung. Độ Mộng Sứ đại nhân đã nói qua với ta rồi. Lại là hai tên nhóc đó. Đúng rồi, họ đưa ta đến đây rốt cuộc là để làm gì? Đợi gặp được cô chủ, anh sẽ biết. Anh đừng có ngắm mãi như thế, đi theo ta. Nếu như cách quá xa đèn dẫn đường, huyễn giai sẽ... Cá, thịt. Tốt quá, đại nhân. Thịt cá mà hai người muốn có rồi. Lạ tử, hay đặt cái này xuống nồi ngũ hương đi. Đúng rồi, nồi cay bên này cũng cần một ít. Lạ tử, ngươi lấy thêm một gũ túy sinh mộng tử lại đây. Nhớ lấy, phải hâm nóng trước đã. Hâm nóng. Sao hai vị đại nhân lại chỉ thích ăn cá? Thịt bò cũng rất ngon mà. Phối với nồi ngũ hương của Lạc Tử, mùi vị ngon tuyệt vời đấy. Đúng. Sao lại chậm thế? Còn có chuyện gì ta không biết? Chuyện nhỏ như đánh vỡ mộng linh. Cô thật sự muốn nói với tháp chủ? Đúng. Tại sao không đánh lại? Vết thương của cô không nghiêm trọng như thế. Cố ý bị thương lại tính toán trước mặt tháp chủ, giả vờ đáng thương à? Mà dừng tay. Chạy mau lên, đèn dẫn đường sắp tắt rồi. Lúc này sợ chết đi được.
May mà không sao, suýt nữa không kịp rồi. Chúng ta mau vào thôi. Nói trước nhé, lát nữa gặp xong cô chủ, ta phải đi đấy. Đợi anh gặp xong rồi nói. Cay quá, nước đâu nhỉ? Thần Linh ơi, có cần cao cấp thế không? Sao lại lâu thế? Có phải hắn lại chạy lung tung rồi không? Đại nhân, chúng ta chỉ gặp chút chuyện nên mới đến muộn. Ta? Đồ mèo yêu già còn có mặt mũi nói à? Ném ta lại ở đó, còn ngồi đấy ăn uống no say. Tránh, tránh, tránh ra. Hai vị đại nhân, đây là người mới ư? Chồng cũng được, không tồi, không tồi. Tiểu Sung phải không? Mà đến đây ngồi. Cô chính là cô chủ Tháp Chủ đúng không? Hân hạnh gặp mặt. Tại hạ nhậm Tiểu Sung, làm phiền rồi. Tuy rằng quý phủ đẹp thật, nhưng vẫn là cô chủ đẹp nhất. Tiểu Sung biết ăn nói thật. Mời ngồi. Nó tên Giảo Tử, không phải sợ. Nó là Mộng Linh không được phóng địa. Độc quyền bởi TV2. Sao vừa rồi đã gặp được bật cát tường nhà ta rồi? Không sao, không sao. Người mới đều bị đàn đàn thú phóng điện một lần. Thử một lần càng có tinh thần hơn. Nào, ngồi xuống ăn đi. Không cần khách sáo, cầm đũa ăn đi. Ăn món này, món thịt này nữa, món này cũng ngon. Còn món này nữa, người chắc chưa được ăn món lẩu này. Vị cô chủ xinh đẹp này xin hãy thủ hạ lưu tình, ta tự gấp là được. Ta họ Bạch, ngươi gọi ta là Bạch tỷ tỷ là được. Lần đầu vào mộng giới, chắc là sợ lắm đúng không? Nào, ăn nhiều một chút, chả đỡ sợ. Đúng thế, Bạch tỷ tỷ, cả ngày hôm nay ta vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, chưa ăn tí gì cả. Sắp đó chết rồi. Cô ta cùng một bọn với mèo yêu giả, đối xử với ta như thế, rốt cuộc là đang âm mưu điều gì? Tiểu Sung, ăn chậm thôi, không giấu gì đệ, tỷ tỷ đã đợi đệ mấy ngày rồi, chả xuất hết cả ruột. Đừng ăn vội, kẻo nghẹn mất. Nào, uống chén rượu hoa quả đi. Tiểu Sung, ngon chứ? Ăn thêm nữa đi. Đợi đến khi ăn uống no say, chúng ta sẽ làm chuyện chính. Bạch tỷ tỷ đợi đã. Ta còn nhỏ, muốn thành thân cũng gấp gáp quá rồi đấy. Chúng ta còn chưa gặp mặt gia đình đâu. Tiểu Sung hài hước thật. Chúng ta đúng là thiếu một người như thế. Người ta nhận. Cảm ơn hai vị đại nhân. Rất tốt, cốt. Cuối cùng cũng không thành trắng công. Nhưng mà giúp gì chứ, kệ đi. Dù sao cũng thoát rồi, cũng đúng. Dù sao cũng đã giao người rồi, những chuyện khác chúng ta sẽ không quản. Hai vị đại nhân yên tâm, ta sẽ chăm sóc Tiểu Sung thật tốt. Thần Linh ơi, đây là muốn bán tiểu gia ta đi à? Mình phải mau chóng trốn đi. Bạch tỷ tỷ, trời tối rồi, mọi người từ từ ăn. Bà ngoại ta hôm nay sinh nhật, mẹ ta bảo ta sớm về nhà. Vậy ta phải trước đây. Được thôi, không quá 3 ngày, nhớ quay lại lấy giải dược. Giải dược? Chẳng lẽ cô? Đúng thế, chén rượu hoa quả lúc nãy ngon không? Ta không thù không oán với cô, cô lại hạ độc trong rượu. Tập 4. Không ngờ tiểu gia ta băng thanh ngọc khiết suốt 20 năm, hôm nay giờ vào tay nữ ma đầu này, lại bị sỉ nhục trước mặt người khác. Cũng không biết sẽ lại có mùi cháy nhỉ, còn đau đau nữa. Này này này, cậu làm gì thế, chơi trò gì thế? Đã xong, thủ tục vào tháp đã hoàn thành. Chúc mừng, chúc mừng. Kể từ ngày hôm nay, ngươi đã là hóa mộng võ sĩ của địch kiến tháp chúng ta rồi. Vui không? Vui cái đầu cô. Không cần cảm ơn, là ta thiết kế đấy. Cảm thấy đẹp thì cậu có thể giữ mãi. Muốn lau cũng không lau được.
để có thể thay đổi, thay đổi thành rồng mới uy phong chứ. Nếu không là hổ cũng được, bớt làm nhảm đi. Chỉ có một hình đó thôi. Bạch Thác Chủ nếu đã nhận hắn, thì ký tên nhận ở đây đi. Bạch Tháp Chủ, việc đã thành, cáo từ. Lẩu rất ngon, cảm ơn. Về sau thiếu người thì hãy tìm chúng ta. Này, mèo yêu giả, con người định vứt ta ở đây à? Gần đây phía bên ác mộng tụ, e là không an ninh. Xảy ra chuyện gì? Một lời khó nói hết. Dù sao cũng phải qua bên đó, tìm người trông coi hắn cho tốt. Nhàn nhất, trước khi ta trở lại, trông coi hắn. Hai vị đại nhân, ta tiến hai vị ra tháp. Lần này đa tạ. Nhàn tiểu thư, cô cũng bị bắt cóc tới đây bị ép gia nhập à? Đừng lo, ta sẽ nghĩ cách cứu cô ra. Ta không thể. Không sao, cô không cần sợ. Nếu mà đầu đó tạm thời không có ở đây, ta thật sự là cam tâm tình nguyện mà. Hả? Chẳng lẽ cô ta cũng hạ thuốc với cô, mê hoặc thần trí cô? Không hề. Ta còn không biết tháp chủ có thuốc. Thôi đi, cô không phải nói nữa. Ta biết ở khu Đông Thành có một vị thần y rất giỏi. Tôi sẽ đi tìm chúng ta để giải độc toàn cơ thể, sẽ quay lại cứu cô ngay. Ơi, không sao. Nếu cô sợ không biết báo cáo thế nào thì khi nữ ma đầu đó về thì cứ nói là ta phi lễ cô. Ta. Được rồi, nhân cô nương, cô có thể cho ta biết làm sao để rời khỏi mộng giới không? Ta vẫn còn chưa biết cách ra ngoài. Thôi đi. Vẫn là ta ra khỏi tháp trước rồi nghĩ cách vậy. Nhan cô nương, ta sẽ quay lại cứu cô. Không cần cảm ơn. Hẹn gặp lại. Nguyệt Băng, có chuyện gì từ từ nói, đừng đánh nữa. Chuyện này không biết lượt hơi quả. Nguyệt Băng, dừng tay đi. Tránh ra cho ta. Nguyệt Băng, đừng. Lần này xem ngươi còn trốn được không. Tử An, cô không sao chứ? Nhậm Tiểu Súng, sao ngươi quay lại rồi? Có phải đã nghĩ thông rồi không? Bên ngoài có ma. Có ma. Nhậm Tiểu Súng, rút ra đây. Võ ca, người đâu? Đi đâu rồi? Nhậm Tiểu Súng, nam trái nữ phải. Hãy
Nhậm Tiểu Xuân, cút ra đây. Cô nương, cô nương, cô nương. À, này, cô nương, cô nương. Đợi, đợi đã. Ngươi, ngươi là ai? Nhập Tiểu Xung, ngươi lại làm chuyện gì nữa? Cảnh sát võ, tôi không biết. Tôi thấy vừa rồi. Anh đừng qua đây. Tôi nói cho anh biết, cảnh sát đánh chết người cũng là phạm pháp. Sẽ lại chọn người chứ? Sáng hôm nay không nên vào quán mì đó. Cũng không phải là mình. Giết người phải đền mạng đấy. Tôi nói cho anh biết, anh đừng có làm loạn. Ấn ký này, người mà cũng xứng đáng có. Ấn ký? Ấn ký gì? Anh nói cái này à? Bác tí tí. Tao yêu ra. Đều không có ở đây. Cảnh sát võ, một ngày không gặp. Bộ quần áo này của anh tuy kiểu cách mới lạ, nhưng thật sự rất đẹp trai. Phối hợp với sáng vóc của anh, mồm mép lanh lợi cũng không cứu được ngươi đâu. Cảnh sát võ, tôi biết là anh không muốn gặp tôi. Nói thật, tôi cũng không thích ở trong cái tháp này. Nhưng tôi không ra ngoài nổi. Tôi chỉ cần ra ngoài sẽ lập tức tìm người xóa sạch cái thứ này đi. Không sao, ta giúp người. Thật à, võ ra, có cách gì thế? Người chết rồi, ấn ký cũng sẽ biến mất thôi. Võ ra, đừng có đùa kiểu này. Võ ca, sao ngươi lại tức giận thế? Lão bà, cô chủ, hắn không phải người tốt, không giữ lại được. Ồ, đây là người độ mộng sứ giới thiệu cho ta. Tiểu Xung làm chuyện gì rồi? Sao lại khiến võ ca tức giận? Ta và cảnh sát võ trước kia có chút hiểu lầm. Bà tỷ tỷ, ta mất một lòng theo tỷ làm việc mà. Thì bà anh ta buông tay đi. Không được, người này tuyệt đối không ở lại đây được. Ta hôm nay nhất định phải làm gì? Đánh chết hắn. Võ ca, anh nói thế là quá đáng lắm đấy. Khó khăn lắm độ mộng sứ mới đưa được một người qua đây. Anh nói xem, nếu hắn có mệnh hệ gì, mộng của ta phải tìm ai để hóa. Bạch tỷ tỷ, đừng nói hóa mộng. Ta bây giờ biến thành cho cũng là của tỷ thì không thể không lo. Bớt nói nhảm đi. Võ ca, anh xem, ấn đã đánh rồi. Sau này là người của tháp. Võ ca không thể cho ta chút mặt mũi ư? Cùng ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. Ở một nhà, đúng. Sau này chính là không được. Ồ, người này quỷ kế đa đoan, buông tay ra. Hắn chạy rồi.
lại không bắt lại được. À, tí tí, ta không đi đâu nữa. Ta sẽ ở đây hầu hạ tí. Tí tí, muội muội tí, mẹ tí, ba tí, ta hầu hạ cả nhà tí. Võ ca, hắn là người của ta rồi, còn có thể chạy đi đâu được? Anh từ lúc nào đến cả ta cũng không tin nữa. Đau chết đi được. Nhậm Tiểu Sung, đừng chớ đắc ý. Mạng của ta là của Bạch Tỷ Tỷ đấy. Tỷ ấy không cho ta chết, ta không dám chết đâu. Xảo hoạt. Cô chủ, cô không hiểu hắn. Người này tâm thuật bất chính, cô sớm cũng sẽ bị hắn hại. Võ ca, anh bớt giận. Đã lâu như thế rồi, ai đối xử với ta thật lòng, ta chả lẽ lại còn không biết. Ta là có mâu thuẫn gì ta mặc kệ, nhưng hiện thực là hiện thực, mộng giới là mộng giới. Chúng ta phải phân trả rõ, không thể phá vỡ quy tắc. Thêm nữa, các người quen nhau ở hiện thực, sau khi vào mộng giới còn có thể gặp lại, đây cũng là duyên phận. Và lại hắn là người độ mộng sứ đại nhân mang tới, chắc chắn có điểm đặc biệt. Chúng ta không thể nghi ngờ ánh mắt của họ được. Cô chủ nói đúng lắm. Đạo yêu giả cũng nói với ta, tôi họ giống Phan An, cốt cách kinh kỳ, thông minh hơn người. Võ ca, không được. Chuyện này không thể thương lượng. Võ ca, Tiểu Bạch, ta không làm khó cô. Thế này đi, hắn chẳng phải là người độ mộng sứ chọn ư? Tướng mạo như Phan An, cốt cách kinh kỳ, cũng tàn, thông minh hơn người. Đúng, đúng thế. Thế thì chúng ta đánh một trận. Được thôi, đánh thì đánh. Gì gì cơ? Người mà thắng, ta sẽ không nói gì nữa. Nếu người thua, ta sẽ đánh chết người. Cô chủ, võ ca, ta thấy không vấn đề gì. Gì cơ? Võ ca năng lực giỏi, là việc quang minh lỗi lạc, quyền bày thì phải bắt đầu người mới không hiểu gì như ngươi, đúng không? Loại như hắn, không cần 5 chiêu, 5 chiêu ít quá, hay là 10 chiêu đi. Trong vòng 10 chiêu, nếu Tiểu Sung thua, võ gia muốn xử lý hắn thế nào thì cứ tự nhiên, ta không quản. Nhưng nếu hắn may mắn qua được 10 chiêu, thì không thể nào. Có thể động vào một sợi lông của ta, cũng còn như hắn thắng, võ gia nhất ngôn cửu đỉnh, ta cũng không cần nói gì thêm. Tiểu Sung, cô chủ, ta đánh không lại anh ta, chuyện này không được. Nam nhân không thể nói không được, còn chưa đánh đã nhận thua, thì ta giúp ngươi kiểu gì? Ta phải nghe nói mình rất nhanh à? Không đánh lại được, chả lẽ lại không biết chạy à? Đi đi. Bạch Tỷ Tỷ, Tỷ. Tập 5, Mộng Nguyên Tinh Linh. Võ gia, khoan đã, đau quá. Thế nào, còn gì muốn nói không? Ta muốn nói thì phải giữ lời. Chịu chơi, chịu thua. Loại người như ngươi mà còn đòi nói giữ lời sao? Võ gia, cái này là của ngài ư? Tính trộm cắp vẫn không thay đổi. Đến cái hộp riêng mà cũng dám ăn trộm. Võ ca, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất lạc. Võ ca vừa tự mình nói, trong vòng 10 chiêu, Nhậm Tiểu Sư có thể động vào một sợi lông của huynh. Cái hộp diêm này cũng tính được mà. Võ ca, cô chủ, cô vẫn còn nhớ A Lập chứ? Động vào ta thì ta sẽ thua, nhưng loại người này lại đến thừa hưởng cái địa vị của A Lập, ta tuyệt đối không nhận hắn, bởi vì hắn không xứng. Võ ca, cô chủ,
Võ ca, không sao. Võ ca chỉ đang thử người mới thôi. Vội vã gì chứ? Sao thế? Đến rồi. Đến rồi. Người đó, Bổ Mộng Sứ. Bổ Mộng Sứ, lão già đến rồi. Kính thúc thúc một bát. Rượu ngon, rượu ngon. Thức uống cứ từ từ thôi. Nào, để ta mời thúc một bát. Được. Tiểu Bạch, rót đây vào, đầy vào. Uống nhiều rượu như vậy, nhưng mà rượu nhà các người là ngon nhất. Ngon hơn cả rượu ta nấu. Chúng ta không chỉ có rượu mà còn có tuyệt chiêu. Là tử. Vẫn còn bánh mộng chứ, ta đi lấy về đây. Vâng ạ. Nhan cô nương, nhị sư huynh này là ai vậy? Cô chủ đối với ông ấy rất khách khí. Nhị sư huynh, cô chưa xem Tây Du Ký à? Tôi nói là người béo này này. Đừng đoán mò, người đó là Bổ Mộng Sứ đại nhân. Bổ Mộng Sứ. Chúng tôi gọi ông ấy là Cầu Thúc. Có điều đã lâu lắm rồi thúc ấy không đến chỗ chúng tôi. Nhìn cô chủ kìa, vui mừng quá mà. Cầu Thúc, hình dáng cũng giống đây chứ. Cầu Thúc ở nhân gian Bổ Mộng, ở trong mộng cầu mang đến tặng chúng ta, rất vất vả. Mộng cầu, đó lại là quả cầu gì vậy? Bổ Mộng Sứ, Độ Mộng Sứ. À, ta hiểu rồi. Ông ấy cùng đội với lão Miêu Tinh kia. Bọn họ là bạn lâu năm mà, nhưng phụ trách công việc không giống nhau. Độ Mộng Sứ phụ trách chọn người ở thế giới thực, đồng thời đưa đến mộng giới, đi vào giấc mơ, do bồi chủ nuôi dưỡng thành hóa mộng vũ sĩ. Nhưng Cầu Thúc thì khác. Lúc ấy là Bổ Mộng Sứ. Anh biết, sau khi con người ngủ thì sẽ nằm mơ. Có lúc sẽ nằm mơ thấy những giấc mơ khác nhau. Năng lượng của những giấc mơ ấy rất lớn, ảnh hưởng rất lớn đến con người. Bổ Mộng Sứ, lúc ấy sẽ dùng chuyên môn của mình để thu lại những cảnh tượng kỳ lạ trong giấc mơ đó, lại đưa chúng đến mộng giới, đưa đến mộng giới hóa giải. Cô gái này cũng ngoan ngoãn thật, nghe cũng lợi hại thật. Nhưng qua kiểm nghiệm của ta, họa phong của bọn họ không giống nhau. Một người là Miêu Tinh, một người là Chư Tinh. Cho nên, mộng cầu mà cô nói chính xác là giả mộng cầu. Đúng rồi, Nhậm Tiểu Sung, vừa rồi anh và Võ Ca, thằng cháu đó coi ta không ra gì. May mà cô chủ ở đó, nếu không thì ta thảm rồi. À đúng rồi, hai người bọn họ có phải là... Anh làm thế nào mà biết được? Bọn họ quả nhiên là... Anh làm thế nào mà nhìn ra vậy? Chính là hai người bọn họ có chút lạ lạ. Đôi mắt của cô chủ khi nhìn thằng cháu đó có hơi long lanh. Còn thằng cháu đó bị bà chủ làm cho ngưng thủ. Cái biểu cảm đó, cuối cùng là mặt có hơi đỏ đỏ. Như vậy thì có ai mà không nhìn ra chứ? Này, đừng có nói Võ Ca như vậy. Đừng làm cho Võ Ca giận dữ. Không tốt đâu, anh ấy chỉ muốn nhận đúng người. Như vậy là toàn tâm toàn ý rồi. Thảo nào, vừa rồi hắn lại phản ứng như vậy. Cô chủ vừa nãy rốt cuộc đã làm gì Võ Ca rồi? Nói cho cô biết, cô chủ vừa rồi sợ hắn đánh bị thương ta, đụng vào người của hắn, một lời gọi Võ Ca. Anh từ lúc nào mà ngay cả lời của ta cũng không tin vậy? Ai thật lòng với ta? Lẽ nào ta còn không biết sao? Tiểu Sùng, hai người díu dít cái gì vậy? Đừng nói là đang nói xấu ta đấy. Cái sự đó đang phát tác rồi hả? Tôi làm gì mà dám? Người qua đây. Cầu Thúc, người này là Nhậm Tiểu Sung, là người mới của ta. Chào Cầu Thúc, gọi ta là Tiểu Sung là được. Tiểu trong tiểu ý, Sung trong sung phong. À, từ từ này không tồi. Ta biết tháp vương của các người cũng đợi người vài tháng rồi. Ta không phải đã đến rồi sao? Ta nói Thúc nghe, có ta ở đây là một phúc vinh đấy. Chúng ta sau này nhất định sẽ phát triển phồn vinh, tiền tài như nước, tới đâu cũng tốt. Ra đi. Mặt dày. Ta chưa từng gặp ai mặt dày như ngươi. Hãy đi xem là từ đã quay lại chưa. Ok, thì hãy chấm tì nói là đúng. Cầu Thúc, ta đi một chút nhé. Thúc cứ từ từ ăn. Được.
Nơi này mình chưa từng đến. Đàn đàn thú. Thủ hộ mộng. Kệ hắn mơ cái gì. Dám động đến ta. Có bà bối cô chủ đưa. Tiểu gia có thể đi lấy lại chút thể diện rồi. Để các người nếm thử chút lợi hại. Bảo thạch. Cô gái ngoan ngoãn đó phát tài rồi. Nhiều quá. Lần này giàu to rồi. Tiểu gia ta sợ bị đánh lắm. Nhưng mà cũng cần lấy lại mặt chứ. Cô gái ngoan ngoãn. To thế kia. Đàn đàn thú chưa từng thấy, nhưng mà lại nhìn thấy đàn đàn thú đại bảo thạch. Tụ bảo thạch nở thành đàn đản. Hoặc là tất cả mộng linh đều đến như vậy. Quả nhiên nơi quỷ quái này chẳng có gì hay ho cả. Hại tiểu gia ta suýt nữa mất mạng. Đừng đi chứ, mà chuyện vẫn chưa xong. Các người là đống trứng thối. Hại tiểu gia ta không vui tạ nào. Tự cho mình là bảo thạch. Vừa rồi thiếu chút nữa là cho cái mạng này xuống vực rồi. Biết sợ rồi sao? Nào, đến đây với tiểu gia đi. Tiểu gia ta sẽ bỏ qua cho các người. Đến khi các người không có thành ý, phải đừng trách tiểu gia ta nhé. Giả vờ đáng yêu trước mà ta không có ý nghĩa gì đâu. Thôi được rồi, nam tử hán đại trượng phu, bắt nạt người cũng chả có ý nghĩa gì. Không được động đậy. Đứng yên tại chỗ. Chuyển người qua đây. Này, thật không có nghĩa khí tí nào. Đứng yên. Ngươi là ai? Tại sao đến đây? Muốn làm gì thủ hộ mộng linh của chúng ta?
Lẽ nào là nội gián? Cái gì? Đợi đã, đừng mà. Không hiểu cái gì nữa. Người thì vừa gặp đã đánh luôn rồi, người thì vừa gặp lại bắn súng. Những ngày này có thể qua được không? Ta nói, cô nương, mỹ nữ, đại tiểu thư, cô có thể dừng lại một chút không? Trước tiên hãy nghe ta nói hết đã. Ta biết cô sẽ không muốn nghe ta nói mà. Ái chà, tiểu mỹ nữ, súng của cô không ổn nữa rồi à? Này này, sao cô không nói gì nữa vậy? Vừa rồi cô nên nghe lời tôi nói mới đúng, thì sẽ biết tôi là người tốt. Đây, đây, đây. Đây, đây, đây cũng tốt à. Còn gì mà nói nữa không? Bây giờ thì nói mau lên đi. Ta là Nhậm Tiểu Sung, là một lãng tử, trong tâm luôn hướng tới tự do, thích Tăng Tự Kinh và thơ năm chữ đời đường. Cô có tin không? Tập 6. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoa Nguyệt Băng, cô nói. Không có gì, chúng ta chỉ khoa tay múa chân trước thôi. Khoa tay múa chân? Không giống lắm thì phải. Mộng tinh dạng biết thể của ngươi đâu? Ta không cẩn thận hủy mất rồi, hủy rồi. Ta muốn xoa chiêu với cô ấy một chút. Nào ngờ cô ấy không đỡ được. Ai cho phép cô trong lúc đi săn được so chiêu với đồng đội chứ? Tháp chủ, là lỗi của ta. Chuyện này sẽ không có lần sau đâu. Lần sau? Trước tiên nói xem lần này nên phạt thế nào đã. Có chuyện gì phải phạt đây? Diệp lão đại, chào ba vị mỹ nữ soái ca. Tin lỗi ta đến muộn. Ái chà, để tại mấy vị huynh đệ kia, cứ lôi kéo ta uống rượu. Diệp lão đại, không phải chuyện gì to tát thì thôi, không cần phạt. Nguyệt Băng chắc chắn không cố ý đâu. Nè mặt lão già ta, cho Nguyệt Băng lấy công chuộc tội đi. Chuyện này ngươi cứ tính đấy đã. Tháp chủ, cho Nguyệt Băng lấy công chuộc tội đi. Tối qua ở Lê Viên, nghe nói đợt diễn tập cho lính mới đã xong. Thân là giáo đầu, tháp chủ hẳn cũng vất vả nhiều rồi, nên nghỉ ngơi thêm vài ngày mới đúng. Lần này Diệp lão đại gọi chúng ta tới, chắc là có việc quan trọng hơn đây. Có mùi rượu, là bổ mộng sứ đem mộng cầu tới rồi sao? À, đều đã đến đủ. Lần hóa mộng này tính như thế nào đây? Sẽ rút thăm hay mọi người cùng làm? Lão Vưu, đừng vội. Tuy rằng mộng cầu đã đem tới, nhưng lần này tập hợp mọi người, không phải để hóa mộng. Không hóa mộng à? Diệp lão đại phải nói sớm chứ. Vậy ta trở về tiếp tục uống rượu với mấy anh em đây. À khoan, không hóa mộng, lẽ nào là... Không sai, đây. Hoàng Lương Nhất Mộng, thực sự tìm được rồi à? Nhiệm vụ lần này là đi thăm dò tòa mộng tháp gần đây. Trước cứ dùng Hoàng Lương Trùng để nắm rõ vị trí và thực lực của chúng. Sau đó, tiêu diệt chúng. Trước mắt, Mặc Quyết Tháp chúng ta sẽ tạm dừng hóa mộng. Nhiệm vụ lần này sẽ giao cho Lão Vưu. Tất cả các người dốc sức phối hợp. Nhớ kỹ, chỉ được phép thành công. Diệp lão đại, có đôi Hoàng Lương Trùng này, việc sẽ dễ giải quyết thôi, yên tâm đi. Nếu gặp lạc đơn, có thể bắt cứ bắt, nhưng tuyệt đối không được tham công, đảm bảo an toàn. Yên tâm, Diệp lão đại cũng biết thừa, ta làm việc chứ sao có bao giờ chịu thiệt đâu. Hàng mỹ nữ sói ca, chúng ta xuất phát thôi. Vâng. Thành Thiên ở lại, ta có việc khác cần cô làm. Vâng. Tự mình bảo trọng, đừng cố quá.
Dạo này bận chết rồi. Khó khăn lắm mới được uống hấp rượu ở chỗ cháu nghỉ một tẹo. Bão tuyết 3 năm, thế đạo hỗn loạn, mộng khó xài ngày càng nhiều. Cầu Thúc vất vả rồi. Nào, để cháu sắp thêm cho Thúc. Ta chỉ phụ trách bắt mộng, còn việc phá mộng sau đó phải dựa vào các cháu. Chẳng phải vẫn luôn mong Cầu Thúc đến đây sao? Nào, chúng ta cạn ly. Ta cũng là lo chỗ cháu không đủ nhân lực nên mới không tới. Mà nhìn cái cậu tiểu xung mới đến có vẻ rất lanh lợi, ta đánh giá cao đấy. Đúng là lanh lợi đấy, nhưng thích đi gây rắc rối, không quản cẩn thận, con trời mới biết cậu ta lại gây ra chuyện gì. Nhắc mới nhớ, tiểu xung đi lâu vậy rồi, sao vẫn chưa về nhỉ? Nhan Nhất. Nhan Nhất, dạ, cô chủ, có chuyện gì? Nhan Nhất, em thử đi tìm tiểu sung xem con ta lại chạy đi đâu rồi. Đừng để lát nữa xảy ra chuyện. Vâng, em đi ngay đây. Ôi mẹ ơi, bắn trúng lưng ta sao này, đau. Cứu với. Này, bắn trúng mắt ta rồi đấy. Rất to rồi, rất to rồi. Câm miệng, đứt hết cả tay. Cô nương, thấy cô cố gắng lắm mà vẫn không bắn trúng, ta quả thật không nỡ. Nên, mới thêm chút hiệu ứng giúp cô đấy, để cô khỏi nản chí. Ôi đau, chạy một chút xíu à. Khổ kiếp, đắc ý à, chớ mất lên đợi đấy. Hối hận chưa? Lần này xem người trốn kiểu gì. Quả thật quá hối hận. Gặp phải cô. Đồ vô lại. Này cũng thủ đoạn quá rồi. Cứ đuổi theo người ta mãi đã đành. Trốn được rồi vẫn còn biết rẽ. Đạn không biết mệt. Nhưng đây thì có. Cũng may cô nàng kia không đuổi theo. Khoan đã. Vậy mà cũng được à? Giờ ta nhận sai còn kịp không? Ồ, muộn rồi. Căn cứ vào tốc độ của viên đạn, giờ chỉ có thể tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Theo thói quen của cô nàng này, chắc khi đó sẽ nổ súng. Với đèn thăm dò trước, sức mạnh và tốc độ của cô nàng này đều không bằng mình. Có thể thành công. Thành công rồi. Sao vậy? Để hắn chạy mất thật. Diệu Diệu, sao em lại ở đây? Ta đang tìm người. Sao chị lại chạy đến đấy? Chị cũng đang tìm người. Bà chủ sợ cái cậu Tiểu Sung mới đến đi gây chuyện nên bảo chị đi tìm về. Tiểu Sung? Cô chủ sợ. Không lẽ là cái tên mặc áo xanh nhìn như lưu manh đấy chứ? Hả? Hắn là người mới à? Lưu manh? Diệu Diệu, em gặp cậu ta rồi à? Nào có phải gặp không đâu. Tức chết rồi. Kệ hắn đi. Chúng ta phải tìm cô chủ đã rồi nói. Hả? Vậy chị tìm tiếp đi. Tự em kể trước. Tay. Được rồi. Diệu Diệu, chị cùng em về trước. Vừa nãy em và Tiểu Sung xảy ra chuyện gì rồi? Nhắc đến lại tức. Có một sức mạnh rất lớn đang chuyển động. Còn có cả một luồng khí cuồng bạo khó hình dung nổi. Loại mộng linh cấp này, lão già ta mới gặp lần đầu. Nếu có thể mượn sức mạnh của loại mộng linh này,
sau này sẽ càng đơn giản hơn. Ý Vô Thúc là đây vẫn không phải mục tiêu của chúng ta hiện tại. Tử An, Nguyệt Băng, chúng ta đi. Vâng. Chị nói xem, hắn đang ghét cỡ nào chứ? Chị còn nói đỡ cho hắn. Đâu có đâu. Chỉ là... chị nói em nghe, vừa nãy cậu ta... ấy, nó có vẻ như là giọng của Diệu Diệu. Nhà đầu này cũng lâu lắm rồi chưa gặp. Sự sẽ lúc nào cũng nhắc đến Thúc ấy. Cô chủ, cầu Thúc. Cầu Thúc, cuối cùng Thúc cũng đến. Lần này cũng đến lượt cháu giúp bọn cầu rồi chứ. Diệu Diệu này... Diệu Diệu nào có nhớ ta? Cháu cũng thấy đấy. Đó là nhớ mộng cầu của ta. Muốn giúp mộng cầu à? Vậy thì cứ lấy làm theo quy tắc cũ của hai ta đi. Vâng. Đúng rồi, em và Diệu Diệu đều về rồi. Thế Tiểu Sung đâu? Hả? Không nhắc còn đỡ. Cứ nhắc đến hắn là bực. Cô chủ, sao có thể giữ cái loại lưu manh như vậy ở lại đây chứ? Này lại là làm sao rồi? Có thể làm em tức đến như vậy? Chị không biết khả năng ghét thế nào đâu. Bắt nạt em đến thảm thương luôn. Hả? Tiểu Sửa thắng rồi. Hả? Sao lại thế? Cầu Thúc, lúc nãy cha đang bận nói đến cái tên vô lại kia. Không tính, không tính, chúng ta chơi lại. Ấy không được, không được. Đã nói rồi, ai cua thì người đó giúp. Cầu Thúc lúc trước rõ ràng đều nhường cháu mà. Ai thua thì người đó được. Cầu Thúc, bọn cháu đợi bao lâu vậy? Tại sao lại cố ý nhấp cho bọn bạch cầu đơn giản nhất chứ? Diệu Diệu, mộng trong bạch cầu ít nguy hiểm nhất, Cầu Thúc là lo chúng ta. Thực ra như vậy cũng rất tốt mà, đúng không Diệu Diệu? Cầu Thúc, Thúc không cần lo chuyện trước đây nữa. Cháu lợi hại hơn trước nhiều rồi. Hồi lại lần nữa, cháu nhất định sẽ làm được. Thôi được rồi. Vậy để tháng sau ta tới. Diệu Diệu lúc đó cháu cũng lợi hại hơn rồi. Cầu Thúc sẽ giúp cho cháu một tử cầu nhá. Vậy được, Thúc hứa nhá. Được, ta hứa. Chợ mấy đứa bánh ngon, rượu cũng ngon. Ta sắp không đợi được đến tháng sau rồi. Ăn no chưa? Vậy thì xuất phát thôi. Ở cái tháp rách nát này, không phải bị đánh thì bị bắn. Không phải bị đánh thì bị đuổi. Quá lắm mà. Nếu không phải mình thấy cô ta dễ thương mình. Hả? Là giọng của cô ta. Hình như còn có cả Cầu Thúc. Ấy, Cầu Thúc, cẩn thận. Tiểu Sung, ôi mẹ ơi, cái này đúng là sợ chết khiếp mà. Nhóc còn dũng cảm lắm. Đúng vậy, vì cứu Thúc, chứ đã bị dũng cảm hy sinh thân mình rồi. Là không ngờ Thúc lại có một cái xe biết bay ngầu thế. Phi xe. Vậy thì cũng phải cảm ơn ơn cứu mạng của cậu rồi. Không uổng công ta đánh giá cao cậu. Lần này cậu Thúc đang vội. Lần sau đeo cậu bay một vòng nhé. Vâng. Vậy ta đi trước đây. Tạm biệt. Tạm biệt nhá. Hả?
Nhìn cái gì mà nhìn? Lưu manh. Lần sau tìm chỗ không có người mà nhảy. Ô, Tiểu Sung, cậu lại làm gì rồi? Vừa mới tới đã bắt nạt Diệu Diệu. Và tiếp tục. Lần sau đừng mơ ta cứu người. Ôi Bạch tỷ tỷ, oan cho ta quá mà. Ta kết luận gì đâu? Độc quyền bởi rõ ràng ta mới là người bị bắt nạt mà. Hay, còn dám kêu oan. Được rồi, tạm dừng ở đây. Chuyện hai đứa, theo ta về phòng, cùng nói cho rõ. Tiểu Sung, nói xem. Bảo Bình bắt nạt Diệu Diệu, thế lại làm gì rồi? Bạch tỷ tỷ, ta bị oan thật mà. Rõ ràng cô ta trêu gạo ta trước. Thế nên một tên đàn ông như ngươi lại đi so đo tính toán với một cô gái thì có lý lắm hả? Hả? Cậu lấy trộm lúc nào thế hả? Trả cho ta. Trả cho cô, được thôi. Đợi ta hóa xong, để trả cho cô. Tiểu Sung, coi ta là không khí đấy à? Ta muốn trả cho cô ta mà. Là tự cô ta không thèm đấy chứ. Không cần đâu, cô chủ. Mộng cầu này bị hắn động vào rồi. Em cũng không muốn hóa nữa. Vậy ta giữ lại sự nghiệp thôi. Được. Ngươi lợi hại như vậy thì tự mình hóa đi. Diệu Diệu, chúng ta đi săn. Này, cảm ơn Diệu Diệu cô nương nhé. Thế nên giờ Diệu Diệu bị chọc tức bỏ đi rồi, còn kéo theo cả Nhan Nhất. Nam tử hán nói lời giữ lời. Một mình ngươi đi hóa mộng đi. Ấy, Bạch tỷ tỷ, nhưng nếu cả hóa mộng là gì ta còn không biết mà. Không sao, người sẽ biết ngay thôi. Theo tình hình thăm dò trước đây, chỗ này có thể còn tồn tại một tòa mộng tháp khác. Chúng ta phân ra giám sát. Nguyệt Băng, cô phụ trách chỗ đó. Ta phụ trách bên này. Còn Tử An ở lại đây. Nhiệm vụ lần này chủ yếu là thăm dò, làm gì cũng phải cẩn thận lên hàng đầu. Này, Nguyệt Băng, ta biết giờ cô đang nóng lòng lập công, nhưng lần này là đối đầu với một tòa mộng tháp khác. Đừng cố quá. Vâng, cô yên tâm. Vậy thì tốt. Nói nữa cô lại chê lão già này lắm lời. Nhí, đi đi. Vâng. Cô không cần dặn dò ta đâu. Ta còn chưa nói câu nào đã chê ta lắm lời rồi à? Ta nào dám. Nhưng Vưu Thúc, chúng ta hợp tác lâu như vậy rồi, cô vẫn không yên tâm về ta sao? Vưu Thúc đương nhiên yên tâm về ngươi. Chỉ sợ lúc ngươi đối mặt với kẻ địch lại mềm lòng. Mềm lòng? Lẽ nào không phải sao? Bỏ đi, không nói nữa. Lão già ta cũng phải xuất phát đây. Cúc cẩn thận. Yên tâm đi. Trong cuộc sống hiện thực chạy còn không chạy nổi, trong mộng giới lại có thể bay nhảy thỏa thích. Cảm giác này thật tuyệt vời.